Vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Di. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Di sẽ sale toàn bộ các sản phẩm quần jean có mặt tại cửa hàng, đồng giá là 99k trên một sản phẩm bất kỳ. Và quý chị khi mua từ 2 sản phẩm trở lên còn được free ship trên toàn quốc. Các bạn ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Đồ Di tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Di là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đối với sản phẩm đầu tiên thì nhà sành Đồ Di sẽ giới thiệu đến quý chị một thiết kế quần jean với tông màu xanh nhạt. Em này của mình là thiết kế form suông ống rộng, chiếc này là chất jean mềm nên là bác nào mà muốn mặc lên cái form dáng nó thoải mái dễ chịu nhất thì các bác chốt đơn cho mình chiếc này. Và mã sản phẩm thì sẽ là D238, chiều dài là 98, bụng là 90, đùi là 37 và ống là 23. Size của chiếc này là size 35. Em này thì các bác mặc hàng ngày luôn, mặc đi chơi đi làm vì nó là một con quần rất là trẻ trung và cũng rất là nhã nhặn lịch sự, phù hợp để các bác có thể là sử dụng trong tất cả các trường hợp khác nhau. Nhìn chung thì em này sẽ là một con quần rất là đa di năng này và độ mới của sản phẩm thì còn rất là cao, mã D238. Thì đến với sản phẩm tiếp theo, thì sẽ là một con quần jean với cái tông màu khá là nhạt. Em này của mình thì sẽ là một thiết kế của nhà S Second. Đây là cái thương hiệu thời trang của Hàn Quốc. Các bác có thể là chúng ta coi một chút cái tem mác của sản phẩm này. Mã sản phẩm là D239, chiều dài là 95, bụng thì sẽ là 90, đùi là 32 và ống là 20cm. Chiếc này của mình cũng có size là size 35 cho các bác chúng ta lựa chọn. Và quý chị chúng ta lưu ý một chút này, phần gấu của mình sẽ là thiết kế mài rách, nên là bác nào mà chúng ta đang tìm kiếm những cái sản phẩm trơn đơn giản, không có những cái phần rách như thế này thì các bác chúng ta chốt đơn sang những cái sản phẩm khác này. Còn quý chị nào chúng ta muốn mặc những cái sản phẩm quần trông nó kiểu thời trang, nó hay hay, nó chơi chơi hơn một chút thì các bác có thể là chốt đơn cho mình em này. Cái tông sáng màu như này các bác yên tâm là cũng rất dễ để mình phối đồ này, và chất liệu jean của chiếc này nó cũng rất là mềm. Và mã sản phẩm của mình sẽ là D239, thiết kế mặt đằng trước là có hai túi chéo và đằng sau này sẽ là thiết kế có túi vuông để các bác đi ra ngoài là mình có thể mang theo ví tiền điện thoại đó, và mã là D239 này. Mình đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một thiết kế quần jean khá là tối giản để các bác có thể là sử dụng mình mặc hàng ngày. Chiếc này về mặt form dáng thì sẽ là một con quần mặc lên cái form khá là ôm. Mã sản phẩm của mình là D240, chiều dài là 90, bụng là 96, đùi là 26 và ống là 17. Size của chiếc này thì là size 38. Các bác nào chúng ta bình thường vẫn mặc size 38 thì các bác cứ thế chúng ta chốt đơn chiếc này. Đó là một con quần rất là dễ mặc, dễ dùng luôn. Thiết kế thì cũng như các sản phẩm vừa rồi, mình có túi chéo ở hai bên và đằng sau này thì sẽ là thiết kế túi vuông. Những sản phẩm jean ngày hôm nay thì có độ mới cũng khá là cao. Còn riêng về chất liệu thì các bác cứ yên tâm, các cái sản phẩm này thì jean dày dặn này, mặc thoải mái vài năm, khi nào mà các bác chúng ta thấy là sản phẩm của mình cũ quá thì mình bỏ đi thôi, chứ cũng không lo là cái sản phẩm của mình nó bị hỏng hay là bị rách, bị bay, bị nhão đâu. Em này của mình có mã là D240 này, và mọi cái thông số của sản phẩm thì nhà sành Đồ Di sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một con quần form dáng lên rất là chuẩn chỉnh. Chiếc này cũng là một sản phẩm quần jean form ôm, và đây sẽ là một thiết kế quần đến từ thương hiệu Bang Bang Jean. Mã sản phẩm là D241, với chiều dài là 109, bụng là 86, đùi là 26 và ống là 17. Chiếc này có size sẽ là size 33. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn với nhà sành Đồ Di. Ngày hôm nay toàn bộ các mặt hàng sale đồng giá là 99k, gọi là sale rất là sâu rồi, nên là nhà sành Đồ Di đã không thể nào mà hỗ trợ đổi trả cho quý chị được, nên là các bác chúng ta cân nhắc thật là kỹ trước khi đặt hàng. Và quý chị chúng ta nên coi lại một lần nữa cái thông số của sản phẩm để các bác có thể là lựa chọn ra những cái sản phẩm mà nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Như sản phẩm này của mình thì sẽ có mã là D241, size 33 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Mình đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này cũng là một con quần jean tông khá là tối màu. Chiếc này thì chất vải jean rất là đẹp luôn. Bác nào muốn mặc thoải mái thì cứ lựa những cái dòng jean chất mềm như này để mình sử dụng. Mã sản phẩm là D242, chiều dài là 89, bụng là 82, đùi là 28 và ống là 21. Size số của chiếc này thì là size 31 này. Nói chung là nhà sành Đồ Di cũng sẽ cố gắng là lên nhanh một chút để các bác có thể là xem và tham khảo được nhiều sản phẩm hơn. Các bác chúng ta có thể là mình đo đặt lại các cái sản phẩm quần cũ thì các bác sẽ lựa được những cái sản phẩm mà nó vừa vặn với cái thông số của mình. Đó, và em này của mình có mã là D242. Quý chị nào chúng ta yêu thích những cái con quần thiết kế đơn giản thôi thì các bác lựa em này mặc sẽ rất là đẹp luôn. Tiếp theo này mình cùng đến với một sản phẩm quần jean.
với thiết kế chất vải cũng là chất jean mềm, và em này sẽ có một cái độ co giãn này. Bác nào muốn mặc các cái sản phẩm co giãn thì các bác chốt đơn cho mình em này. Mã sản phẩm sẽ là D243, chiều dài là 102, bụng là 82, đùi là 27 và ống là 17. Chiếc này có size là size 31. Còn về mặt form dáng thì em này mặc lên khá là gọn gàng. Nó sẽ là một con quần form hơi ôm một chút, nhưng với cái chất vải co giãn thì các bác cứ yên tâm là mặc vẫn rất là thoải mái, dễ chịu. Về cái tông màu thì đây cũng là cái tông màu rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ. Em này thì mặc rất là trẻ trung, với sản phẩm này các bác mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm đều rất là ok luôn. Mã sản phẩm của mình là D243. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Chiếc này cũng là một con quần chất jean mềm và mã sản phẩm sẽ là D244, với chiều dài sản phẩm là 93, bụng là 84, đùi là 29 và ống là 19. Size của sản phẩm thì sẽ là size 33. Ở bác nào chúng ta ưng ý cái sản phẩm này, nhanh tay chốt đơn với nhà sành Đồ Sinh. Một vài sản phẩm sẽ có những cái thiết kế mài rách này, các bác chúng ta để ý một chút. Còn nếu như mà quý chị nào mà chúng ta muốn mặc những cái sản phẩm trơn đơn giản, mặc nó lịch sự để mình có thể là sử dụng mặc đi làm hàng ngày, thì các bác có thể là tham khảo sang những cái sản phẩm khác. Những cái em quần có một chút mài rách thì trông nó sẽ trẻ trung và trông nó rất là thời trang. Em này của mình sẽ có mã là D244 này. Bác nào yêu thích sản phẩm này, nhanh tay chốt đơn với nhà sành Đồ Sinh. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần jean chính hãng của thương hiệu Levi, một cái thương hiệu thời trang mà có lẽ là các bác chúng ta rất là quen thuộc rồi. Đây là một cái thương hiệu thời trang rất là lớn của Mỹ. Mã sản phẩm là D245, chiều dài là 103, bụng là 80, đùi là 28 và ống là 23. Chiếc này có size là size 30. Em này thì sẽ là form suông này, ống khá là rộng rãi, nó sẽ là hơi loe nhẹ một chút. Các bác nào mà chúng ta muốn mặc cái kiểu nó hơi phong cách một chút thì các bác chúng ta lựa em này. Sản phẩm của mình thì sẽ có một vài các cái chi tiết là vẩy sơn này đó, và các bác nào mà chúng ta yêu thích các dòng quần của Levi thì đây cũng sẽ là một trong những cái sản phẩm mà rất là hợp lý để cho các bác chúng ta lựa chọn. Mã sản phẩm là D245. Cái chất jean Mỹ bao giờ nó cũng rất là dày dặn và nó có một cái độ lên form rất là chuẩn luôn. Tiếp theo này mình đến với một sản phẩm quần với cái form khá là lớn. Em này thì nó cũng là một dòng quần jean Mỹ luôn. Thường các cái form quần jean Mỹ form size rất là to. Mã sản phẩm của mình là D246 này, chiều dài là 107, bụng là 114, đùi là 37 và ống là 23. Chiếc này size lên đến là size 47, dành cho quý chị nào chúng ta big size đang tìm kiếm những cái con quần size lớn để mình có thể sử dụng thì các bác có thể là tham khảo cho mình chiếc này. Em này thì cực kỳ đẹp luôn, có điều là cái size sẽ hơi lớn này. Bác nào mà chúng ta vừa vặn với cái size 47 thì các bác lựa em này sẽ rất là ok. Chất vải jean của mình sẽ là chất jean dày dặn, hàng không co giãn, nên là quý chị yên tâm giặt rũ kể cả bằng máy giặt thoải mái luôn, không lo chất jean bị bài bị nhão này. Mình đến với sản phẩm tiếp theo. Chiếc này thì nó sẽ là một con quần tông màu đen. Em này là thiết kế có rách gối này, có lẽ sẽ phải lại gần một chút để các bác chúng ta thấy rõ được cái thiết kế của sản phẩm đó. Bác nào mà muốn mặc những cái con quần trơn thì các bác chúng ta tham khảo sản phẩm khác. Em này thì sẽ là thiết kế rách gối ở hai bên. Mã sản phẩm là D247, chiều dài là 100, bụng là 78, đùi là 25 và ống là 15, và size của chiếc này thì sẽ là size 29 này. Nhìn chung thì những cái sản phẩm quần tông màu đen thì nó cũng khá là an toàn thôi, nên là các bác cứ yên tâm, cái tông màu này thì mình có thể phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Thiết kế thì cũng đầy đủ là túi trước túi sau, và toàn bộ cúc khóa cũng như là các cái chi tiết khác đều là hàng kim loại, nên là các bác cứ yên tâm về cái độ bền của sản phẩm. Em này thì độ mới còn rất là cao. Về mặt form dáng thì sản phẩm này sẽ là một con quần form khá là ôm. Mã sản phẩm là D247. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này cũng là một con quần rách gối này, chiếc này thì rất là đẹp. Đó, bác nào mà chúng ta thích những con quần trông nó trẻ trung năng động, khỏe khoắn một chút thì đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho mình. Về mặt form dáng thì sản phẩm cũng là thiết kế form suông ống rộng. Mã sản phẩm sẽ là D248, chiều dài là 120, bụng là 86, đùi là 31 và ống thì sẽ là 21. Size của quần sẽ là size 33. Và đây cũng là một con quần đến từ nhà Levi. Chúng ta còn có một cái tag da ở mặt đằng sau của quần, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về cái mặt chất lượng sản phẩm. Nhà sành Đồ Sinh cam kết toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết này. Và cái sản phẩm này thì màu sắc cũng tương đối là trung bình thôi, rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Em này là một con quần jean Mỹ, chất jean dày dặn và là hàng không có giãn. Mã sản phẩm của mình là D248 này, chiếc này độ mới rất là cao. Bác nào mà đã ưng ý cái sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Sinh.
Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần jean với tông màu xanh than. Em này màu khá là đậm. Trước này thì sẽ là một con quần form ôm. Mã sản phẩm của mình là D249. Chiều dài sản phẩm là 94, bụng là 76, đùi là 23 và ống thì sẽ là 14. Size của chiếc này là size 28. Bác nào muốn mặc cái form dáng gọn gàng lịch sự, mình lựa những cái sản phẩm quần mặc đi làm hàng ngày thì các bác nên lựa cho mình cái sản phẩm này. Còn riêng về chất liệu thì quý chị cứ yên tâm, chất vải jean cực kỳ dày dặn luôn. Em này cũng là một sản phẩm quần không co giãn cho quý chị chúng ta lựa chọn, thiết kế túi trước túi sau đầy đủ. Mã sản phẩm sẽ là D249 này. Mình đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Chiếc này thì sẽ là một con quần với tông màu xanh nước biển. Em này thì cực kỳ đẹp luôn, độ mới cao và chất vải thì cũng rất là dày dặn. Về mặt form dáng cái sản phẩm này là thiết kế form suông ống rộng. Mã sản phẩm là D250, chiều dài là 98, bụng là 88, đùi là 35 và ống là 23. Size của chiếc này là size 34. Bác nào mà chúng ta vừa bạn với sản phẩm này cam kết với quý chị là các bác nhận hàng về rất là ưng ý em này luôn. Sản phẩm này mình mặc lên nó vừa trẻ trung này, vừa nhã nhặn lịch sự, có thể sử dụng mặc đi chơi đi làm thoải mái luôn. Còn chất liệu thì khỏi phải bàn rồi, chất này rất là đẹp. Mã sản phẩm sẽ là D250. Bác nào ưng ý cái sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn với nhà sản xuất. Tiếp theo là chúng ta cùng đến với một thiết kế quần jean, cũng là một bông quần thiết kế trơn đơn giản thôi. Em này cũng là một sản phẩm quần form suông ống tương đối rộng rãi thoải mái này, và mã sản phẩm là D251, chiều dài là 89, bụng là 90, đùi là 32 và ống là 21. Size của chiếc này thì sẽ là size 35. Chiếc này thì màu phối rất là đẹp luôn, nó sẽ là kiểu hơi loang màu một chút, nhưng mà cái sản phẩm này các bác mặc nó lại rất là trẻ đẹp đó. Và với sản phẩm này thì quý chị cũng yên tâm là mình phối chung được với tất cả các trang phục khác nhau. Thường thì những dòng quần jean thì nó cũng chả bao giờ lỗi mốt, nên là các bác cứ yên tâm lựa chọn vài sản phẩm cho mình, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại nhà sành đồ si còn đang sale với mức giá rất là thấp rồi, chỉ 99k trên một sản phẩm thôi. Em này của mình sẽ có mã là D251 này. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần jean đến từ nhà Uniqlo, một cái thương hiệu thời trang rất là có tên tuổi của Nhật Bản. Chắc hẳn là quý chị chúng ta cũng đã biết đến hoặc là mình cũng đã từng nghe qua tên của thương hiệu này rồi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm này. Riêng về những cái dòng hàng của Uniqlo, mình cũng không bao giờ phải lo về mặt chất lượng, chất liệu sản phẩm. Chiếc này của mình có mã là D252, chiều dài là 95, bụng là 96, đùi là 26 và ống là 16. Size của sản phẩm là size 38 cho các bác chúng ta lựa chọn. Em này thì cái tông màu của nó sẽ là cái tông màu ghi, kiểu nó hơi khói một chút. Các bác nào mà chúng ta muốn mặc những cái tông màu an toàn, những cái tông màu trung tính thôi thì lựa chọn cho mình chiếc này. Về mặt chất liệu thì sản phẩm sẽ là một con quần jean chất co giãn rất là tốt này. Mã sản phẩm sẽ là D252. Quý chị nào mà chúng ta yêu thích sản phẩm này cũng nhanh tay chốt đơn với nhà sành đồ si. Mỗi sản phẩm mình có duy nhất một chiếc thôi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế quần jean màu loang. Sản phẩm này của mình có mã là D253, chiều dài là 105, bụng sẽ là 82, đùi là 26 và ống là 17. Size của chiếc này là size 31. Em này thì là một con quần có độ mới cao. Cái màu của nó thì trông nó sẽ là cái màu loang, các bác chúng ta tưởng là cũ nhưng mà không, em này cực kỳ mới luôn. Cái màu này nó lại là cái màu rất là hợp thời trang luôn. Toàn bộ cúc khóa của mình thì cũng đều là hàng kim loại này, thiết kế túi trước túi sau đầy đủ. Mã sản phẩm sẽ là D253 và đằng sau của quần đây sẽ là thiết kế thêu tên của thương hiệu. Và quý anh chị có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm này. Em này thì sẽ là một con quần form khá là ôm. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần cũng là một thiết kế quần tông màu ghi. Sản phẩm này là form suông này, ống thì cũng tương đối rộng rãi nhưng mà nó không phải là cái form quá rộng. Và mã sản phẩm thì sẽ là D254, chiều dài là 78, xin lỗi quý anh chị, chiều dài là 115, bụng là 78, đùi là 10 và phần ống thì sẽ là 17. Size của chiếc này thì sẽ là size 29 này. Bác nào chúng ta mặc vừa size 29 thì lựa chọn cho mình chiếc này. Nó sẽ là một con quần mà các bác có thể là sử dụng trong rất là nhiều các trường hợp khác nhau. Đi đâu mình cũng có thể là mặc được chiếc này, vì đây là một con quần thiết kế cũng rất là cơ bản basic, độ mới thì còn cực kỳ cao này. Mã sản phẩm là D254. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế quần jean tông màu xanh. Em này có một vài cái phần mài rách ở bên trên sản phẩm, nên là các bác chúng ta để ý một chút này. Quý chị nào mà muốn mặc những con quần trơn thì các bác có thể là tham khảo chiếc khác. Nhìn chung thì em này nó chỉ mài một chút thôi, không bị rách đâu, nên là các bác có thể là sử dụng em này mình mặc đi làm hàng ngày được. Đó là mã sản phẩm sẽ là D255, chiều dài là 107, bụng là 82, đùi là 28 và ống thì sẽ là
20.5, size của sản phẩm này sẽ là size 31 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Cái form của chiếc này rất là dễ sử dụng luôn, nó sẽ là cái form suông ống đứng, nó không quá ôm cũng không quá rộng, và với sản phẩm này các bạn có thể là mặc chung với những cái thiết kế áo sơ mi này, hoặc là các cái sản phẩm áo polo, thậm chí là các bạn mặc với áo phông, áo thun cũng rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm của mình là D255 này. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này của mình thì sẽ là một thiết kế quần rách gấu. Đây các bạn có thể là coi kỹ một chút, cái phần gấu bên phải này nó sẽ là thiết kế có rách gối. Mã sản phẩm thì sẽ là D256, chiều dài là 87, bụng là 78, đùi là 28 và ống là 16. Size của chiếc này thì cũng sẽ là size 29 cho các bác chúng ta lựa chọn. Về màu sắc thì sản phẩm này có cái tông màu khá là sáng. Cái tông màu này thì sẽ rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ, và ngoài ra mặc những cái tông màu này nó cũng rất là trẻ trung cho quý anh chị này. Mã sản phẩm thì sẽ là D256. Các bác có thể là coi qua một lần nữa này các cái thiết kế mặt trước mặt sau của sản phẩm. Quý chị chúng ta ưng ý sản phẩm này thì chốt đơn với nhà sản xuất Xin. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con quần jean tông khá là sáng mong. Chiếc này thì thiết kế nó đơn giản hơn. Em này cũng là một con quần form suông ống đứng, mặc thì nó khá là gọn gàng nhưng mà nó không bị quá ôm này. Mã sản phẩm sẽ là D257, chiều dài là 99, bụng là 82, đùi là 27 và ống là 16. Quý chị chúng ta mặc quần size 31 là có thể lựa chọn cho mình chiếc này rồi. Thiết kế suông trơn đơn giản, phù hợp để quý chị chúng ta sử dụng, mình mặc đi làm hàng ngày. Tông màu thì rất là đẹp luôn. Nói chung thì em này thì cũng không thể chê ở đâu được. Về mặt chất liệu thì nó là một con jean dày dặn nhưng lại là chất vải jean mềm, có độ co giãn tốt này, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn mình sử dụng em này hàng ngày. Mã sản phẩm là D257, độ mới sản phẩm thì còn rất là cao. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần jean tông khá là tối màu. Em này thì là một sản phẩm có độ mới siêu cao luôn. Mã sản phẩm là D258, chiều dài là 87, bụng là 74, đùi là 23 và ống thì sẽ là 20. Về mặt size số thì sản phẩm của mình sẽ có size 27 cho các bác chúng ta lựa chọn. Em này thì thiết kế cũng trơn đơn giản này, cái mặt túi đằng sau còn có một cái họa tiết hình thêu, có gọi là tạo điểm nhấn nhá cho cái sản phẩm của mình. Cái phần cúc thì sẽ in tên, nổi tên của thương hiệu ở bên trên, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về cái độ uy tín của sản phẩm. Mã sản phẩm là D258. Bác nào vừa bạn với thông số của sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất jean. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con quần jean cũng không kém phần là đơn giản luôn. Em này thì cũng phù hợp để các bác chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Mã sản phẩm của mình là D259, với chiều dài là 91, bụng là 74, đùi là 27 và ống là 19. Size của chiếc này sẽ là size 27. Đó, bác nào mà chúng ta đang tìm kiếm những sản phẩm jean mình có thể sử dụng mặc hàng ngày thì các bác có thể tham khảo cho mình chiếc này, cũng rất là dễ mặc dễ dùng này, mã D259. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần jean tông màu đen. Em này của mình thì sẽ là một thiết kế quần jean nhân, và cụ thể thì đây là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo. Về mặt form dáng, sản phẩm này của mình sẽ là một thiết kế form khá là ôm. Mã sản phẩm là D260, chiều dài là 95, bụng là 76, đùi là 25 và ống là 16. Size của chiếc này sẽ là size 28. Và chất liệu của chiếc này nó là một con quần jean có độ co giãn nhẹ thôi. Thường thì những dòng jean nhật bao giờ chất cũng rất là đẹp, nó sẽ là cái chất jean mềm rất là phù hợp để cho các bác chúng ta có thể sử dụng mặc hàng ngày luôn. Em này thì nó sẽ có cái độ co giãn nhẹ nữa, nên là các bác cứ yên tâm là cái form hơi ôm một chút, nhưng mà khi mặc lên thì nó vẫn rất là thoải mái, dễ chịu này. Thiết kế thì cũng như các sản phẩm khác, mình có đầy đủ túi chéo ở đằng trước và đằng sau này sẽ là túi vuông. Đặc biệt em này có độ mới rất là cao, lại là một cái tông màu đen truyền thống, nên là bác nào chúng ta sợ là mình mặc không hợp thì các bác cứ lựa cho mình những cái con quần đen trơn như này, rất là dễ sử dụng. Mã D260 này. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần tông màu xanh đậm. Em này thì sẽ có mã là D261, chiều dài là 94, bụng là 80, đùi là 24 và ống là 14. Size của chiếc này thì sẽ là size 30, cũng là một con quần hết sức đơn giản thôi, nên là các bác cứ yên tâm về, các bác có thể là sử dụng mặc hàng ngày. Đó, và mình còn có thể phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Chiếc này thì cái phần gấu này thiết kế rất là đẹp. Thường những cái con quần thiết kế gấu như này nó rất là trẻ, và chiếc này sẽ là một sản phẩm quần jean có độ co giãn này, độ mới thì cực kỳ cao. Để các bác coi cận chất jean luôn, chất vải dày dặn, mình mặc vài năm không lo là cái sản phẩm của mình nó bị hỏng, bị bay, bị
nhão đâu. Mã sản phẩm thì sẽ là D261. Chiếc này là một con cuồn cỏ rất là mới đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần jean. Chiếc này thì nó sẽ sáng mọng hơn một chút, cũng là một cái thiết kế trơn đơn giản. Mã sản phẩm là D262, chiều dài là 92, bụng là 84, đùi là 23 và ống là 20. Size của chiếc này sẽ là size 32 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Chiếc này thì thiết kế quá là basic cơ bản rồi, cũng không có quá nhiều những cái chi tiết gì mà cần phải giới thiệu quá kỹ cho quý chị cả. Các bác chúng ta coi trực tiếp trên live là các bác đã thấy được toàn bộ những cái thiết kế của sản phẩm. Bác nào chúng ta vừa vặn với thông số của chiếc này thì cứ thế các bác chúng ta lựa chọn thôi. Em này có mã là D262 và size của sản phẩm là size 32. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế quần cũng là một cái màu khá là sáng. Mã sản phẩm là D263, chiều dài là 100, bụng là 68, đùi là 24 và ống là 18. Size của chiếc này hơi nhỏ một chút, nó sẽ là size 25 thôi. Bác nào mà vừa mặc được với chiếc này thì sở hữu em này cũng rất là ok, vì đây là một con quần có độ mới cao, thiết kế thì cũng rất là trẻ trung và nó cũng cực kỳ basic để các bác có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày, đặc biệt là mình mặc đi chơi đi làm, có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Mã sản phẩm là D263, chất vải dày dặn và em này sẽ là một con quần không có giãn. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm này thì sẽ có mã là D264, chiều dài là 95, bụng là 82, đùi là 25 và ống là 14. Size của sản phẩm sẽ là size 31 này. Về mặt form dáng thì em này sẽ là một con quần form ôm, thiết kế màu loang rất là đẹp và chất liệu của mình sẽ là chất jean dày dặn. Em này cũng là một con quần co giãn luôn, nên là thường là cái form ôm người ta sử dụng những cái chất vải co giãn thì các bác mặc nó vẫn rất là thoải mái. Quý chị có thể là coi gần lại một chút này, mình coi cận chất, cận màu cũng như là những cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ xin mã D264. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này của mình cũng là một con quần trơn đơn giản, mã sản phẩm là D265, với chiều dài là 98, bụng là 80, đùi là 26 và ống là 22. Bác nào mặc quần size 30 nhanh tay chốt đơn cho mình em này, đảm bảo với quý chị là mình nhận hàng về mình rất là ưng luôn, vì đây cũng là một con quần rất là đẹp, độ mới thì cao và chất liệu của mình thì cũng là chất vải jean co giãn. Em này thì nó sẽ là thiết kế form suông ống đứng này, cái form dáng nó không quá ôm mà nó cũng không bị quá rộng. Mã sản phẩm của mình là D265. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế quần của thương hiệu Comfort Basic. Mã sản phẩm là D266, chiều dài là 103, bụng là 72, đùi là 25 và ống là 16. Em này thì là size 26. Bác nào mà thích cái những cái dáng quần form ôm thì các bác lựa em này. Chiếc này thì nó là chất jean mềm này, đó, cái chất jean rất là mềm mại luôn. Mình yên tâm là mặc về nó rất là thoải mái, dễ chịu. Toàn bộ khúc khóa của mình thì cũng đều là hàng kim loại và độ mới của chiếc này rất là cao. Đặc biệt cái màu của chiếc này rất là đẹp mắt này. Mã sản phẩm là D266. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần thiết kế là tông màu ghi. Em này thì có thiết kế mài và rách gối này. Đây bên này cũng có luôn. Mã sản phẩm là D267, chiều dài là 108, bụng là 86, đùi là 26 và ống là 17. Size của chiếc này sẽ là size 33 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Về mặt chất liệu thì em này cũng là một con quần jean có độ co giãn nhẹ, chất vải jean rất là dày dặn này, form dáng thì khá là ôm. Chiếc này thì mặc ôm nhưng mà chất vải co giãn rồi, nên là mình hoàn toàn yên tâm là sử dụng rất là dễ dàng. Em này thì các bác có thể là sử dụng mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi cũng rất là đẹp. Cái tông màu này thì nhìn chung cũng là một cái tông màu khá là an toàn. Mã sản phẩm sẽ là D267, độ mới thì cực kỳ cao luôn. Các bác cứ yên tâm, chúng ta nhận hàng về mình cũng vẫn rất là ưng ý cái sản phẩm này. Tiếp theo này chúng ta đến với một thiết kế quần jean tông màu xanh. Chiếc này thì là một thiết kế form suông phần gấu, các bác có thể là coi gần lại một chút. Em này thì gấu ống sẽ là hơi loe. Mã sản phẩm là D268, chiều dài là 90, bụng là 68, đùi là 24 và ống là 23. Size của chiếc này là size 24. Chiếc này thì độ mới cao, hàng rất là đẹp luôn. Có điều là cái size số nó hơi nhỏ một chút, nên là bác nào mà vừa mặc với thông số của sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành đồ xinh. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần jean tông màu xanh đậm. Mã sản phẩm là D269, chiều dài là 103, bụng là 64, đùi là 27 và ống là 24. Em này thì size cũng khá là nhỏ, nó sẽ là size 20
2022. Đó, và cái chiếc này thì độ mới cao này, tông màu cũng rất là dễ sử dụng. Nó là cái tông màu trung tính, khá là tối mỏng, nên là yên tâm có thể phối chung với các cái trang phục khác nhau, rất là thoải mái này. Và về mặt phông dáng thì sản phẩm là phông suông ống rộng, chiếc này thì rất là thời trang, rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm là D269, bác nào mặc vừa size 22 thì có thể là chốt đơn cái sản phẩm này. Tiếp theo mình cùng đến với một con quần. Dạ vâng, sản phẩm tiếp theo nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị là một thiết kế quần tông màu xanh than. Em này thì thiết kế cũng rất là trẻ trung năng động này, và mã sản phẩm sẽ là D270, chiều dài là 101, bụng là 70, đùi là 25 và ống là 18. Size của sản phẩm sẽ là size 25. Bác nào mà vừa size 25 lựa chọn em này cũng sẽ là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn, vì đây là một con quần có độ mới cao, màu sắc thì cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Đây là một thiết kế đến từ nhà Anatomy. Đó, toàn bộ tag mark sẽ là đính ở bên trên cả quần, các bác về có thể là các bác check lại thoải mái luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một sản phẩm quần có phần cạp là thiết kế cạp chun co giãn. Ngoài ra sẽ có thêm dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh cạp. Mã sản phẩm là D271, chiều dài là 105, bụng là 76-84, đùi là 23 và ống là 15. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta thường mặc quần size từ 28-32 thì các bác đều có thể mặc vừa. Em này thì form dáng của quần sẽ là thiết kế form ôm này, cũng là một cái sản phẩm quần rất là trẻ trung và cũng không kém phần nhã nhặn lịch sự để quý chị có thể lựa chọn mình mặc đi làm hàng ngày. Bác nào ưng ý sản phẩm này nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Sinh, mã D271, và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Tôi vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành Lucy sẽ được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.